Hello anh em, mình là Huy Long, chào mừng anh em quay trở lại kênh review cho phong bên của mình nha. Thì hôm nay mình lại về một con hàng mà con này là mình mua lần thứ ba rồi. Cái con Bruticus của Zimbao. Thì thực sự là mua đi bán lại và lần này là thứ ba rồi. Nói chung là cứ thèm chơi xong lại mua, xong chán thì lại bán, xong rồi lại thèm chơi lại mua. Đấy. Thôi lần này hy vọng là sẽ giữ yên nó ở bên mình lâu lâu một tí. Thì cái con này nó làm hộp mới nha. Hộp mới nên trông nó giao diện nó khác như thế này. Còn hộp cũ của nó nhìn nó không được đẹp như này đâu. Thì cái hộp của nó này rất là to. Đấy. Thì con này là mình mua ở shop Primary Store. Mức giá cũng rất là hợp lý thôi. Anh em nào mà quan tâm có thể liên hệ shop để mua con này. Và hàng về rất nhanh, mình đặt mà trong vòng có 6 ngày hàng nó về nơi rồi. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm clip unbox con này cho anh em xem. Đó. Thì có sự hỗ trợ của ông em Đức Mạnh, đấy, hàng xóm của mình. Từ từ cho anh em xem mặt đằng trước này, nó có một cái hình kiểu hoạt họa này. Đó, hình vẽ này. Cũng khá là đẹp. Còn mặt đằng sau này nó sẽ có hình dạng robot này. Đây là hình thực tế dạng robot của nó. Và đây là A, B, C, D, E, từng thành viên của nó. Rồi, ok, mở ra cho anh em xem. Đây, mình cũng có cái con Devastator của Zimbao đây. Đó, nhưng mà mình tách ra làm 6 con robot lẻ để mới cho vừa tủ. Chứ còn dạng hợp thể thì không thể nào vừa tủ được. Lôi ra. Đó. Khi mà mở ra thì anh em sẽ thấy là nó sẽ có một cái túi phụ kiện như thế này. Đó, túi này là được đóng liền luôn nhá. Đây. Các anh em sẽ để ý là túi này được đóng liền như thế này. Và khi chúng ta lấy phụ kiện ra thì bắt buộc phải xé bỏ nó, chứ không phải là cái kiểu túi có zip hoặc là túi kéo khóa đâu, mà là túi như thế này. Nó bắt buộc phải xé bỏ. Thì trong này sẽ có các cái phụ kiện của từng nhân vật này và hai cái bàn tay ở dạng robot này. Đó. Còn đây là cái vỉ của nó này. Chúng ta sẽ thấy là nó có em bóc ra dần đi. Nó sẽ có 5 robot. À quên. Nó sẽ có 5 cái gọi là ở dạng xe này. Thứ nhất là một cái xe này như kiểu là cái xe quân sự, xe thiết giáp này, quân sự này. Bên này là một cái xe tăng này. Đó. Nó cậy băng dính ra. Rồi. Rồi. Như vậy là nhìn rõ hơn rồi. Thứ nhất là một cái xe thiết giáp này. Thứ hai là một cái xe tăng. Đây là hai cái bàn chân ở dạng robot này. Đây là cái súng này. Và đây cũng là cái súng to này. Và đây là cái tàu vũ trụ này. Đó. Còn đây là cái máy bay trực thăng này. Còn đây là cái phần chân ở dạng robot. Nó có thể lắp thành cái phần kéo ở đằng sau cái xe này. Cái xe quân sự này. Đấy. Rồi em nhấc cái xe lên trước rồi nào. Thì cái con xe này nó tên là cái gì nhỉ? Mình lại quên mất rồi. Cái gì nhỉ? Không nhớ. Mình đã không nhớ tên nhưng con này tên là cái gì nhỉ? Thôi mình đang không nhớ, đỡ mất thời gian. Chắc là tí nữa ta nhớ lại. Còn cái con này mình nhớ là tên là Blast Off này. Nhưng mà đương nhiên rồi, họ sẽ không thể lấy tên Blast Off được. Nhưng mà tên gốc của con này là Blast Off. Con tàu vũ trụ. Rồi. À cái con này thì gì nhỉ? Lại vừa thoáng nghĩ nhớ ra cái con này. Con này là Swindle thì phải. Swindle. Thực ra mình cũng không xem G1 lắm nhưng mà cũng nhớ là con này là Swindle. Đấy. Rất là đẹp, cái dạng xe này mình thấy khá là đẹp. Rồi. Tiếp theo là cái con xe tăng. Thì đương nhiên rồi, nó tên là Bro rồi. Đó. Tăng Bro. Tiếp theo là cái phần hông này. Đây là cái phần hông của con Bruticus này. Đó. Máy xe khá là mượt. Em thử cầm bẻ khớp xem nào. Đấy. Chắc lắm. Khá là chắc. Rồi, ok. Còn đây là cái con máy bay. Cái gì nhỉ?
Blackout à? Không, Blackout hình như là tên trong phim. Trong phim thì tên là Blackout, còn con máy bay trực thăng mà trong G1 thì tên là cái gì nhỉ? Mình cũng không rõ lắm đâu. Nhưng mà cứ cho là Blackout đi. Đó thì còn lại là hai cái cặp bàn chân này. Hai cái bàn chân ở dạng robot. Ôi, thực sự là hơi đáng tiếc là cầm lên nó rất là nhẹ tại vì nó là nhựa thôi. Nhưng mà nếu như cái con này mà chân làm bằng kim loại thì sẽ hay hơn. Và đây là cái súng này. Cái súng lắp ở lưng của con Bruticus, hoặc là tách ra làm hai cái súng nhỏ cho con con này tên là Onslaught. Onslaught. Đúng rồi. Giờ mình nhớ ra, tự nhiên mình nhớ ra cái tên là Onslaught. Chính xác. Và đây là cái giáp ngực của con Bruticus. Đó, nó sẽ mở ra được. Rồi, và chỗ này chúng ta có thể dán logo của Decepticon vào đây. Đó. Tiếp theo là có một cái súng như thế này. Khá là to nha. Đó. Khá là to. Mỗi tội là không có led lủng gì cả. Nó chỉ là nhựa thôi. Rồi và cái cuối cùng này là cái mẩu của cái máy bay trực thăng này. Cái phần đuôi. Đó. Rồi, như vậy là hết rồi. Thì mình sẽ sớm hợp thể con này rồi lại quay video cho anh em xem nha. Clip của mình kết thúc đấy nha. Bye bye.